Chim Cảnh Đất Việt. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang bán một số mẫu cống dành cho chim cảnh, và các bạn đang thấy ở đây là bộ cống dành cho chim họa mi. Các bạn thấy đấy, hiện tại thì đang có hai màu. Một cái màu đầu tiên là cái màu vàng như thế này, vàng gà con đấy, nhìn rất là hay, rất là xinh xắn, là các bạn đang thấy ở đây. Cái thứ hai, mẫu thứ hai là cái màu trắng, nhìn rất là xinh xắn. Đây là những cái mình đang để ở trong túi bóng đây. Thì bạn nào có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0944114410. Mình đang ở 274 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, và có ship hàng toàn quốc. Các bạn có thể theo dõi thêm trên Facebook Chim Cảnh Đất Việt hoặc là website www.chimcanhdatviet.com để tiện theo dõi hơn rất nhiều sản phẩm khác nữa. Thì các bạn đăng ký miễn phí kênh Đất Việt Chim Cảnh trên YouTube để cập nhật nhiều nhất video của mình đăng lên, và cố gắng các bạn liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0944114410. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào tất cả các bạn.